Bắn phát gần chết, ai chế nổi. Thằng bính bèo ngồi đó mới vừa đái. What? Cái bản hay lắm. Nè, nhảy kìa, anh tê hơn. Này, đường này. Giỡn đi. Wow. Rồi, cái bắn ấy. Sao mà nổi đấy? Choáng đấy. Game này nhảy nhang tình cảm rồi đấy. Game này để con thớt vào chỗ để đấu nhá. Lại này, lại băng được. Khiếp, bính bèo kèo tiến trùng bất đai em ạ. Trời ơi, chưa? Bính bèo như vậy mình gọi là bính bèo kèo tiến trùng bất nao ạ. Trời. Chết rồi. Bình biểu anh đánh cái này đi. Giết không đổi ạ. Thật sao? Ui, bọn nó viên marathon. Bọn nó bóng chạy. Ui, nó chạy đi kìa. Cái gì về bấy? Bình biểu, anh mình chết để trúng bắt nào. Chơi bé nè anh ơi. Minh bèo nhá. Khiếp ạ. Cái gì mà kéo vậy, ông trùng mày béo. Ôi một đám củi cũng chết kìa. Bắn phát gần chết, ai chế nổi. Thằng bính bèo ngồi đó mới vừa đái. What? Ơ? Ơ sao lại chết đấy? Chết bắn thì nay chết ạ. Lên đây,
Đây đây, theo anh này, cân 5. Ui, anh không có công thì sao mà cân 5. Vâng, đấy em. Thế em xin nào. Rồi, chào anh. Em chưa lên tới đâu, đúng một cân. Được. Gắt không em? Cái bã xử lý của anh thì phải nói thằng là phải tâm cờ quốc dự... Tâm cờ thế giới nha. Quá chuẩn luôn. Cái pha xử lý của anh mới tâm cờ thế giới á. Quá gắt cái pha đấy.